Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh đất ở ngay trung tâm thương mại chợ phía Nam, quốc lộ 14A đây ạ. Theo hướng này thì chúng ta đi Sài Gòn nhé quý anh chị. Ở đây khu dân cư, khu vực này thì quý anh chị thấy đây ạ. Ngay nô đất chúng ta là toàn khu dân cư. Chúng ta có thể kinh doanh, mua bán, xây nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực này đều là được hết nhé quý anh chị. Đây ạ. Từ vị trí nô đất thì chúng ta lên tới trung tâm thương mại chợ phía Nam của huyện Chư Sê bán kính trong vòng 600m thôi nhé quý anh chị. Chỉ 600m thôi ạ. Và lên tới trung tâm ủy ban dân nhân dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bệnh viện, nhà thờ, nhà chùa, ngân hàng thì bán kính trong vòng khoảng 2 cây số đổ lại nhé quý anh chị. 2 cây số đổ lại thôi ạ. Và đây hôm nay nhà đất đăng tải lên là một mảnh đất theo mặt đường quốc lộ 14A của chúng ta, đây là 10m nhé quý anh chị. Chiều sâu đã trừ lộ giới trong bìa đỏ là 30m ạ. Đất của chúng ta vuông vức đằng trước 10m, đằng sau 10m. Điều đặc biệt gia chủ đã làm phun thổ cư luôn. Tức là lô đất chúng ta đã có 300m đất thổ cư ạ. Đang cần bán để giải quyết một số công nợ trong gia đình. Nhà đất đang tải lên với cái giá bán nha quý anh chị. Ở khu vực này như đối diện miếng đất chúng ta là bên đây. Có hai mặt tiền đường thì nhà đất vừa rồi cũng có bán cho một số bà con. Đây miếng đất ở ngay chỗ này ạ. Là 295 triệu một mét rồi nha quý anh chị. Mà lô đất chúng ta điều đặc biệt này có phun thổ cư luôn. Giá trị của 300m đất thổ cư gia chủ đưa ra với cái giá chỉ có 2 tỷ 650 triệu thôi ạ. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị, có thương lượng nhẹ nha quý anh chị nhá. Đây ạ, lô đất chúng ta ngay trước màn hình quý anh chị đó. Ngay khu dân cư đông đúc, với mặt bằng này chúng ta kinh doanh mặt hàng gì cũng thuận tiện hết ạ. Từ vị trí lô đất chúng ta ra tới thành phố Bà Lê Cu, Gia Lai cũng như sân bay thì khoảng 38 cây số nha quý anh chị nhá. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn kỹ hơn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Nhất là quý anh chị nhà đầu tư sinh lời mua lô đất này ở cái giá này phù hợp để cho chúng ta sinh lời nha quý anh chị nhá. Và bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam của nhà đất để biết vị trí lô đất, khu dân cư nó đẹp thế nào ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.